Phan Trinh Mến, em đã xa thầy hơn 20 năm rồi, em sực nhớ thầy, viết thư thăm thầy, nhưng em không biết địa chỉ, mong thầy thứ lỗi. Mãi đầu năm nay, em mới được biết tin thầy đã chuyển về dạy ở thành phố Hồ Chí Minh. Em vội viết thư này kính trọng sức khỏe thầy. Biết thầy trò xa nhau, nhưng em không thể nào quên được những nét kỷ niệm sâu khi em học lớp 1C của thầy. Ở lớp, em là học sinh duy nhất bên tay trái, nên bảy thầy thường cầm bàn tay em của bàn tay lại của em vuốt em nắng nót từng chữ. Mỗi lần khi thầy quay lên giảng bài, em vội vàng đổi lại chữ tay trái. Đến bây giờ thầy gọi em đưa vợ lên chấm, thầy khen em viết chữ đẹp vào trong điểm 10, nhưng trong lòng em là hối hận vì đã làm trái lời thầy. Từ đó em quyết tâm tập viết tay phải, em vẫn còn nhớ lời thầy, nét chữ là nét người. Hiện nay em vẫn còn giữ nét chữ của thầy trong cuốn phổ lưu niệm của em. Thưa thầy, bây giờ em công tác ở bưu điện thị xã Hưng Yên. Em rất mong có dịp được biết đến thăm thầy để tỏ lòng biết ơn sự chăm sóc dạy dỗ của thầy trước đây. Em xin kính chúc thầy và toàn gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc. Học sinh cũ của thầy Đào Thị Hồng. Và như vậy chúng ta đã cùng nhau đọc một bức thư của học sinh cũ gửi cho thầy Phan. Vậy thì các bạn thân mến, các bạn thấy rằng là thầy Phan đã giúp chị Hồng cái gì đúng không nào? Thầy Phan đã giúp đỡ chị Hồng để viết bằng tay tay phải và đã nhắc nhở chị Hồng khi mà chị không nghe lời chị viết bằng tay tay trái đúng không nào. Và thầy đã cầm tay phải của chị để viết. Chính vì vậy chị chúng ta có nhận xét gì về chị Hạng Hồng cũng như là thầy Phan? À bây giờ chị Hồng thì là một chị Hồng vì công lao của thầy Phan đối với mình rất là lớn, nên là thầy bây giờ chị Hồng biết ơn đúng nào. Và thầy Phan là một người thầy tốt, hết lòng dạy dỗ đúng nào. Đây chị, và vậy thì chị Hồng đã có những ý định làm ý định gì để tỏ biết ơn thầy Phan? Đúng rồi, đó chính là chị mong có một cái dịp nào đó để được đến thăm thầy và lòng biết ơn sự chăm sóc dạy dỗ của thầy trước đây, cái thời chị học lớp 1C ấy đúng không nào. Và như vậy chúng ta thấy chị là một người có lòng biết ơn đúng không nào. Thì qua câu chuyện này chúng ta phải ra điều gì? À đúng rồi, đây là một truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và cần phải được tiếp tục kế thừa phát huy và người cùng được giáo dục với các thế hệ trẻ ngày nay. Vậy thì qua câu chuyện này các bạn hãy trình bày ý hiểu của mình về biết ơn. Thế nào biết ơn? Tại sao chúng ta phải biết ơn? Làm thế nào để rèn luyện? Chúng ta xem bài phần 2 nhỏ nội dung bài học. Bây giờ chúng ta vào phần 1 nhỏ, đó là thế nào là biết ơn. Thế nào là biết ơn? Thì biết ơn đơn giản chúng ta biết ơn tức là ơn nghĩa đúng không nào. Biết ơn ở đây tức là chúng ta bày tỏ về thái độ trân trọng tình cảm và những việc làm biết ơn đang nghĩa đối với những người đã giúp đỡ mình, với những người có công với đất dân tộc đất nước đúng không nào. Và về biểu hiện của biết ơn thì đây chính là biểu hiện của tình người nên đẹp và phẩm chất đạo đức của con người đúng không nào. Và ngược lại đối với biết ơn mà chính là những người vô ơn bạc nghĩa bạc tình đúng không nào. Thì biết ơn có ý như thế nào? Ba nhỏ thì cái một biết ơn thì ở đây chính là một trong những cái nét đẹp truyền thống của dân tộc Việt Nam và nó tạo nên mối quan hệ tốt đẹp giữa con người lại với nhau. Và nó làm đẹp nhân cách, phẩm chất của con người, đạo đức của con người. Vậy thì làm thế nào để rèn luyện? Chúng ta cần phải trân trọng đúng không nào? Phải trân trọng luôn ghi nhớ công ơn của người khác đối với mình, những người đã giúp đỡ mình đúng không nào? Và chúng ta cần phải làm những việc để sự biết ơn của mình đối với một người nào đó. Ví dụ như chúng ta cần thăm hỏi sức khỏe này, chăm sóc giúp đỡ này, tặng quà này, tham gia quyên góp ủng hộ này. Và chúng ta cần phải phê phán, tố cáo vì về Việt Nam với sự vô ơn bội nghĩa với vai trò phòng ngày. Đặc biệt đó là sự vô ơn bội nghĩa đối với thầy cô và cha mẹ, đúng không nào? Ví dụ như là hỏi thăm sức khỏe thầy cô giáo như vì 20 tháng 11 là tặng quà, thăm hỏi các gia đình thương binh liệt sĩ nhân ngày 27 tháng 7. Tôi cũng đã nói trước đó là có rất là nhiều ngày lễ, đúng không nào? Ngày lễ và cũng rất là nhiều về sự biết ơn của mình đúng không nào. Vì thăm hỏi thầy cô giáo chỉ là một biểu hiện của lòng biết ơn đúng không nào. Và vậy thì chúng ta cần phải biết ơn những ai
Nhiều người mới pha chỉ được nói thế này. Còn ý này thì không nói được. Đầu tiên chúng ta phải biết ơn tổ tiên của mình đúng không nào? Tổ tiên đã có công xây dựng cho chúng ta đến ngày nay đúng không nào? Tổ tiên thì là dòng máu của chúng ta phải biết ơn ông bà, đặc biệt đó chính là cha mẹ, là những người đã sinh thành được dưỡng ta. Chúng ta nghe câu là cha sinh mẹ đẻ ấy, đúng, cha sinh mẹ dưỡng ấy, đúng không? Và chúng ta phải biết ơn những người đã giúp đỡ ta khó khăn hoạn nạn, và nói chung đó chính là những người mang đến cho ta những cái điều tốt lành, những cái điều tốt đẹp, và có thể họ giúp cho chúng ta thành công trong xã hội đúng không nào? Tiếp theo đó là biết ơn những cái anh hùng liệt sĩ, những cái người đã có công trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm để bảo vệ tổ quốc. Ví dụ chúng ta phải nói đến anh Kim Đồng là thiếu niên đúng không nào? Thiếu niên đã hy sinh thân mình để bảo vệ tổ quốc của mình đúng không nào? Hoặc là các vị tướng anh hùng dân tộc thời hạn, ví dụ như là bà Trưng hay là bà Triệu hay là Dĩ Bí, là Trần Hưng Dĩ Bí hay là Triệu Quang Phục Lê Lợi v.v. hoặc là chị Quốc Thị Sáu, anh Lý Bự Trọng này, vì nữa à Trần Quốc Toàn này, rất là nhiều không nào, và họ đều bảo vệ tổ quốc và xây dựng đất nước bên lại hòa bình như ngày nay. Còn nếu mà không, họ mà không đứng ra, bởi vì nhân dân ta là người yêu chuộng hòa bình đúng không? Bởi vì đây là nhiệm vụ của toàn nhân loại. Thì lên chương trình giáo dục quốc dân lớp 9, các bạn sẽ được tìm hiểu kỹ hơn về bảo vệ, tại sao phải bảo vệ hòa bình, được chưa nhỉ? Rồi, và chúng ta cần phải biết ơn một người nữa, đó là ai, có bài chứ không? Đúng rồi, đó biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại sao chúng ta phải biết ơn? Bởi vì chính đội bạn phản Bác Hồ, Việt Nam và Bác Hồ đã đem lại độc lập tự do và hạnh phúc cho dân tộc. Bác Hồ là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, đúng không nào? Bác Hồ đã tìm ra con đường cứu nước của dân tộc Việt Nam. Và đối với Đảng Cộng sản Việt Nam thì để ấm no hạnh phúc của dân tộc. Và ở trong kho tàng ở các tục ngữ Việt Nam thì có rất là nhiều câu thể sự biết ơn, ví dụ như câu ăn quả những cây trồng cây, hoặc là uống nước nhớ nguồn, hoặc là tôn sư trọng đạo. Ở tôn sư trọng đạo ở đây thì là vì đây tôn sư trọng đạo nó đến truyền thống này, bạn sẽ được tìm hiểu kỹ hơn về chương trình giáo dục công dân lớp 7, đó chính là mình tôn sư trọng đạo. Nhờ. Rồi, ngoài ngược lại, đó là những cái hành vi thể hiện sự vô bằng nghĩa. Và chúng ta cũng có một phục câu, ví dụ như câu gì đây? Đó là ăn cháo đào bát. Được ra chữ tôi chỉ lưu không biết như thế này đâu. Ăn cháo đào bát. Ăn cháo đào bát tức là mình ăn cháo xong thì mình lại vứt bát của người ta đi, đó một hành vi thể hiện sự, hoặc là vong ân bội nghĩa, rất nhiều câu đúng không nào? Được chưa? Vong ân bội nghĩa, đấy chính là một số cái câu tục ngữ. Như vậy chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong nội dung bài học ba sao phần ba nhọc bài tập. Chúng ta và bài tập, chúng ta chỉ cùng nhau bài tập A thôi, và bài tập B, bài tập C. Thì cái này là của các bạn sẽ tự suy nghĩ nhé. Đây là một bài tập nhận biết, đánh vỗ ích và ô chống tự ứng với những việc làm hiệu sự biết ơn. Quá dễ đúng không nào? Làm cố gắng học tập tốt để bố mẹ vui lòng. Thì ở đây là một hành vi thể hiện sự biết ơn của mình đối với cha mẹ đúng không nào? Đối với cha mẹ thì chúng ta phải học tập thật tốt này, phải giúp đỡ bố mẹ để bố mẹ khỏi đỡ vất vả đúng không nào? Tiếp theo đó chị ở đây ông bị an được ông bình phúc đỡ vốn và dạy cách làm nghề truyền thống. Nếu ông ăn đã vượt qua được những nghèo chị em và có bây giờ gọi ông bình ông ăn cũng phải làm tránh.
Điều này có thể hiện thái độ trân trọng tình cảm với những người làm bề ơn bác nghĩa, với những người đã giúp đỡ mình, với những người đã giúp đỡ mình không? À không. Cho nên chúng ta sẽ không phép nó là thể hiện sự biết ơn, ngược lại nó là thể hiện sự vô ơn. Tiếp theo đó là đi trên đường làm sạch sẽ, sạch đẹp rộng rãi, hùng ít với những người đã bỏ công sức để sửa sang đường xá và bị nhiều phải giữ gìn điều lặng họ sống sạch đẹp. À đúng rồi, bây giờ biểu hiện với sự thái độ trân trọng tình cảm với những người đã giúp cho chúng mình có đường sạch đẹp như ngày nay. Cho nên bây giờ một hành vi thể hiện sự biết ơn đúng không nào? Và bạn cũng đã tự nhủ với bản thân mình là phải giữ gìn điều vàng ngõ xóm sạch đẹp để cho các bạn đỡ vất vả đúng nào. Tiếp theo đó là vào dịp Tết Nguyên Đán, bạn Dũng cùng bố mẹ đi thăm mộ ông bà nội ông bà ngoại, thì hành vi này là đúng, bởi vì nó thể hiện sự biết ơn với đấng sinh thành đúng không, với những người đã nuôi nấng đã sinh đẻ và nuôi nấng chúng ta. Và đây chính là một cái nghĩa vụ của con cái, của con cháu trong gia đình, được chưa nhỉ? Rồi chúng ta sang một số bài tập tiếp theo. Bài tập trách nhiệm đối với hành, chúng ta thấy là trên mạng xã hội thì có hành động mắng chửi cha mẹ vô lễ thầy cô giáo, thế thì chúng ta cần phải làm gì? A phê phán lên án, B động viên khích lệ, C nhắc nhở khuyên răn, và D và A và C. Nhiều người phải chọn nguyên đam A, nhưng tôi nghĩ điều này chưa đủ, bởi vì đây là một hành động, đây là hành động vô ơn, mà đã là hành động vô ơn thì nó không phải hành động tốt đẹp, mà hành động mà đã là hành động không phải là hành động tốt đẹp rồi mà không nên phải vì khích lệ, mà chúng ta phải nhắc nhở khuyên răn trước đã đúng không nào. Và nếu mà không được thì chúng ta hãng phê phán hãng lên án, lúc đấy cũng chưa muộn đâu đúng không nào. Tiếp theo đó là khi gặp thầy phụ giáo cũ mờ cho rằng không phải trở thầy vì thầy không bảo vệ mình nữa, thì nó thể hiện A sự trung thành, B sự vô ơn, C sự vô tâm, và D sự biết ơn. Đàn đúng chính là đàn ám B. Tại sao là như vậy? Bởi vì đối với học sinh cần phải kính trọng thầy cô giáo, mặc dù thầy cô giáo đó không còn dạy mình nữa đúng nào. Cho nên là nếu mà có suy nghĩ thế này thì bạn tốt nhất nên bỏ đi, bởi vì phía nước có bài tập tương tự như thế này. Tiếp theo này, phát biểu ngày 20 tháng 11, em chăm ngoan cố gắng học giỏi để dâng những bông hoa điểm 90. Hành động đó thể hiện điều gì? A là biết ơn đối với chúng ta thầy vô giáo, B là trung thành đối với thầy vô giáo, C là biết ơn đối với thầy vô giáo, và D là phụ huynh thầy vô giáo. Chúng ta thấy thầy vô giáo thì có một vai trò đó là giúp cho chúng ta tiếp nhận được những cái tri thức trong xã hội đúng không nào. Cho nên là chúng ta cần phải thể hiện sự biết ơn của mình đối với các thầy cô giáo. Bài tập tiếp theo, trên đường đi học về, ai nhặt được một ví tiền trong đó có rất nhiều tiền và giấy tờ thân của một anh thanh niên, ai đã mang đến trụ sở công an gần nhất để trình báo? Sau khi nhận được, anh thanh niên đã liên lạc với A để cảm ơn và chuyển cho A một khoản tiền nhỏ. Hành động của anh thanh niên thì điều gì? A sự phóng khoáng trong chuyện tiền bạc, bây giờ biết ơn với đối mặt. A nhận được đồ chưa chạy bị mất, C không bị điều gì, và D sự bất bận với đồ của anh thanh niên. Thì trong chủ đề bài này đó là liên quan đến sự biết ơn, cho nên câu trả lời nó cũng phải nói về biết ơn rồi đúng không nào. Thì chúng ta thấy rằng bạn A phải nhận được một ví tiền đúng không nào, nhận ví tiền sau đó đem trình báo đúng không nào. Chứ nếu mà chúng ta nhặt thì thôi rồi đúng không nào, tiền rơi tạm thời vô túi đúng không nào, bởi vì cái sự cám dỗ của đồng tiền nó làm cho chúng ta mất đi, không làm chủ được bản thân mình nên là làm ra các hành động xấu xa đúng không nào, lấy trộm tiền đúng không nào. Và nếu mà anh thanh niên này không bị vợ không rơi cái ví này thì anh ta có tự dưng cho A một khoản tiền không? À không đúng không nào. Cho nên là đám B là chính xác đúng không nào. Thầm biết ơn với bạn A nhận được đồ trợ lại để người bé mất đúng không nào, chứ không phải do sự phóng khoáng cho chị bên bạn. Chả ai có tự dưng cho mình tiền cả đúng không nào. Tiếp theo, trước đây vì ham chơi và không có phương pháp học tập tốt nên chọn học kém,
Bị nhà học sinh gọi đã kịp tập, Vũ đội Trọng nên Trọng đã bưng bước tiến bộ, trở thành học sinh khá. Thế vậy nhiều bạn trong lớp nói Trọng nên cảm ơn vì đã phụ đỡ mình. Trọng trả lời thẳng băng: trước đây chẳng bắt bớ lười nên học kém, chứ bây giờ với cha mình học khá ngay. Vớ học bật tiến bộ là vớ bông ở bớ chứ không phải là bông một bình đâu. Vì qua câu này, vớ trả lời của Trọng với bạn có suy nghĩ như thế nào? À, đây là hành động vô ơn, không nhớ ơn, không đợi nhớ ơn, không đỡ nhớ ân tình của tình lúc nào. Tình đã giúp đỡ mình học tập như thế thì nếu mà ngày đó tính không kèm cặp thì Trọng có được học sinh tiên tiến không, học sinh khá không? À không, thế nào bây giờ bạn có rất nhiều người cho rằng là học sinh không cần phải biết ơn nhau. Thế giờ bạn học sinh có cần biết ơn nhau không, vì sao? À có chứ, đúng không nào? Bởi vì như vậy thì nó mới nói về tiến bộ và lúc này nó được mọi người tôn trọng, đúng không nào? Bài tập tiếp theo: nhóm học sinh lớp 6 Nhung, Quyên, Phúc, Liễu rất thân thiết với nhau. Nhưng ngày 20 tháng 11 năm nay, Nhung và cả nhóm cùng đến thăm bố Phạm đã về từ lớp 5. Quyên và Liễu chưa kịp nói gì thì Phúc bạn nói ngay: thôi, đi gì phải đến, năm nay bọn mình cũng vô chủ nhiệm mới rồi, bố giáo cũ thì quên đi cũng được. Bởi vì các bạn đã đồng ý với ý kiến của Phúc không, vì sao? À không, đúng nào? Bởi vì Phúc đã không tôn trọng, không nhớ tìm ơn thầy cô đã bị phụ của mình lên người, đúng nào? Và làm sao nữa? À đúng rồi, đó chính là gì? À học sinh phải có thái độ kính trọng ở các thầy cô giáo, mặc dù thầy cô giáo đó không còn dạy mình nữa, đúng nào? Bài tập cuối cùng trong bài học phố 6 này: nghe tin bà ngoại bị ốm, mẹ nói sáng thứ bảy mẹ và hai anh em sẽ về quê thăm bà. Trung thì muốn đi ngay, phòng anh Khan phí phước đi vào nhỏ mãi. Phạm thế mà mẹ bắt cứ bắt phải về, mệt lắm. Bà chứ không phải bố mẹ đâu mà phải phức tạp thế. Vậy thì qua thì phải huống trên các bạn xin cái gì biểu hiện của Trung và anh Khan? À chúng ta phải biểu hiện nó đối lập, nó có vùng mà có giống nhau không? À không, nó đối lập, nó trái ngược với nhau, đúng nào? Và nếu như anh Trung mà muốn về ngay, tức là có một sự trông ngóng muốn về gặp bà, biết và nhớ ơn bà, có anh Khan thì gọi là anh Khan thì cứ vào nhầm mãi bực tức, đó phải sự vô ơn, đúng không nào? Vậy thì theo các bạn, con cháu cần hiện lòng biết ơn ông bà cha mẹ như thế nào? Điều này các bạn sẽ học kỹ hơn chương trình vương vương lớp 8. Đó là cần phải chăm lo ông bà cha mẹ, khi phải phụ vụ ông bà cha mẹ làm việc nhà, lao động kiếm tiền phụ dưỡng họ, và khi bọn trên ghế nhà trường thì bằng vụ học tập tốt, vụ dưỡng đạo đức của mình, chứ đừng vi phạm pháp luật nhá, không bố mẹ ta khổ sở lắm đấy, đúng không nào? Rồi, như vậy chúng ta đã cùng nhau học xong nội dung của bài học phố 5 và bài học phố 6. Tôi hy vọng trong bài học này các bạn sẽ rút ra được các bài học sau. Đầu tiên các bạn phải nói được đó chính là thế nào là khái niệm, thế nào là tôn trọng kỷ luật. Thứ hai đó là kỷ luật. Thứ hai là tôn trọng kỷ luật. Và bạn chỉ bài được về ý nghĩa. Và còn bài biết ơn thì chúng ta cần phải biết, cần phải nắm vững được ba nội dung chính như sau. Nội dung đầu tiên đó chính là về khái niệm thế nào biết ơn. Thứ hai đó là về ý nghĩa. Thứ ba đó là rèn luyện đối với bác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu trong quá trình xem video này bạn có một bất kỳ câu hỏi nào